Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thời gian qua Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được rất là nhiều đơn thư công dân phản ánh, kiến nghị về việc tranh chấp mốc giới, tranh chấp đất giữa các hộ dân. Thời gian qua, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Quang Năng, thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoai Châu. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình ông và gia đình ông Tỏa, hàng xóm, có việc tranh chấp đường ngõ xóm. Từ khi con đường trong xóm làm và được trải nhựa, ngày 19 tháng 5 năm 2024, gia đình anh Tỏa đã đập phá bức tường bao phía đường và đã xây lấn ngoài hành lang đường, gây ảnh hưởng góc ngõ của gia đình ông. Thôn đã hòa giải nhưng không thành và ông Năng vẫn tiếp tục làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Quý Đạt, thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoai Châu. Nội dung đơn thư cho biết, năm 2007 tới năm 2009, VLAP đo bản đồ đất và đơn vị mốc giới của từng hộ và ngõ đi chung, ngõ đi riêng và thửa đất nhà ông có đường đi vào là ngõ đi chung của cụm dân cư. Thời điểm trước, gia đình ông đi làm ăn xa, chưa có nhu cầu đi đến. Nay có nhu cầu sử dụng thửa đất này làm nhà ở và đi lại, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Lan và ông Nguyễn Văn Trọng đã xây cổng lấn chiếm đường của chung làm của riêng, không cho gia đình đi chung ngõ và đã xảy ra cãi nhau, đánh nhau. Gia đình ông đã làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã về giải quyết để gia đình có ngõ đi lại. Đến nay đã là 5 năm rồi, vẫn chưa giải quyết cho gia đình ông và mốc giới cũng có sự thay đổi, không khớp chỉ số trên bản đồ. Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Cương, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Nội dung đơn thư phản ánh về việc, ngày 6 tháng 4 năm 2024, gia đình ông có xây tường bao gạch xung quanh đất của gia đình. Chính quyền địa phương đã đến, có biên bản ngăn chặn vì lý do gia đình ông xây sang đất của gia đình ông Phong hàng xóm. Đơn thư của công dân Nguyễn Huy Ý, thường trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư công dân đề nghị xác định ranh giới và nguồn gốc ngõ đi chung của gia đình ông và gia đình bà Nguyễn Thị Sợi cùng thôn. Thưa quý vị, phóng viên đã có buổi làm việc với luật sư Nguyễn Khắc Anh, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Gia, đoàn luật sư Hưng Yên để giải đáp những vấn đề liên quan đến vấn đề công dân phản ánh. Theo quan điểm của tôi thì cái tranh chấp về ngõ đi chung hoặc là tranh chấp về mốc giới thì bản chất của vấn đề nó là mâu thuẫn hàng xóm láng giềng với nhau, lời qua tiếng lại và các bên cư xử với nhau trong cuộc sống nó chưa được hài hòa, chưa được phù hợp thì nó sẽ phát sinh mâu thuẫn và từ cái mâu thuẫn nó dẫn đến cái việc tranh chấp. Còn thực ra thì cái lối đi chung hoặc là cái ranh giới hoặc mốc giới thì nó không phải là vấn đề lớn. Nhưng thực tế thì nó phát sinh hàng ngày và dẫn đến bức xúc của người dân. Thì trong quá trình mà chúng tôi tư vấn pháp luật và chúng tôi đã giải quyết một số trường hợp cụ thể thì chúng tôi cho rằng là những cái việc này trước tiên là giải quyết tranh chấp thì phải là cơ sở, tức là cấp chính quyền địa phương và người dân khi có xảy ra tranh chấp giữa hai bên không thể đàm phán, không thể hòa giải, thỏa thuận được với nhau thì có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết cụ thể trong trường hợp này phải là chính quyền địa phương, là cấp cơ sở, là cơ quan giải quyết đầu tiên. Vậy thì công dân nếu có tranh chấp phải làm đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền giải quyết về tranh chấp về mốc giới, về ranh giới thửa đất hoặc tranh chấp về lối đi chung để làm cơ sở giải quyết. Và trên cơ sở có đơn thì Ủy ban nhân dân xã sẽ phải tiếp nhận và sẽ phải tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ, xác minh về hiện trạng đất, về nguồn gốc đất, về tình trạng sử dụng đất và quá trình sử dụng đất để làm căn cứ xem xét giải quyết cho hai bên. Hòa giải ở cơ sở, nếu một trong các bên mà thấy chưa thỏa đáng hoặc hòa giải không thành thì có thể đề nghị lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết tiếp. Đó là gì? Chọn con đường theo đường hành chính là đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục giải quyết hoặc một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án nơi có tranh chấp xảy ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.